xe quái vật giá hơn 2 tỷ, phương tiện tối thượng để sống sót qua ngày tận thế. SHRPATV, mẫu xe kỳ dị dù không di chuyển được nhanh nhưng nó bất chấp mọi loại địa hình, kể cả trên mặt nước có thể giúp bạn sống qua ngày tận thế. Hãy tưởng tượng đó là ngày tận thế, một loại virus đã gây ra đại dịch, khiến phần lớn dân số thế giới bị diệt vong, hoặc một thảm họa thảm khốc khiến phần lớn bề mặt trái đất không thể sinh tồn. Bạn là một trong số những người may mắn sống sót, nhưng phải di chuyển đi nhiều nơi khi nguồn thức ăn cạn kiệt. Bạn sẽ cần đến một chiếc xe đáng tin cậy, có thể đi bất cứ đâu và như vậy sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội sống sót. SHRPATV đáp ứng nhu cầu này và còn nhiều hơn thế. Theo Moto1, chiếc xe quái vật 4 bánh này ngoài khả năng di chuyển trên mặt đất, nó cũng dễ dàng lội nước nhờ cơ chế nổi đặc biệt. Trong mỗi bánh xe là một bình nhiên liệu độc lập, có khả năng chứa gần 55 lít nhiên liệu mỗi lốp. Xe có tổng mức nhiên liệu lên đến 231 lít gồm cả bình nhiên liệu chính. SHRPATV dùng động cơ tăng áp diesel 1,5 lít tiết kiệm nhiên liệu, cho công suất 44 mã lực và tiêu thụ chỉ từ 1,9 đến 2,6 lít mỗi giờ trên mọi địa hình. Hộp số sàn 5 cấp đảm nhiệm việc chuyển động đến cả 4 bánh. SHRPATV có thể vượt qua chướng ngại vật cao 580mm và leo dốc 35 độ. Xe có tốc độ tối đa 39,4 km/h trên đường và 6 km/h trên mặt nước và dễ dàng chuyển qua các loại bề mặt này. SHRP có thể quay vòng tại chỗ. Khoang nội thất đủ sức chứa 4 giường ngủ hoặc 2 ghế băng đủ chỗ cho 4 đến 6 người. Khoang chứa đồ nằm ở bên dưới có sức chứa 170 lít để dự trữ những đồ thiết yếu hoặc để lắp thêm một bình nhiên liệu bổ sung. SHRPATV có giá khoảng 100.000 USD, khoảng 2,3 tỷ đồng, và trên trang web của hãng này đang có sẵn một phiên bản bán tải. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.